Tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến một câu hỏi của một vị đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng con kính nhờ chị Quảng Liên đọc giúp và chúng con kính mời mấy đạo tràng Liên Hoa Nha Trang chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Thưa thầy Diệu Âm, con hỏi dùm cho một người bạn mới vừa biết tu ạ. Nhà con bên nội và bên ngoại hàng năm có 12 cái giỗ. Gia đình thì toàn sát sanh và làm giỗ mặn. Từ khi con được biết pháp môn hộ niệm cầu vãng sanh về Tây phương Cực Lạc và được nghe thầy Diệu Âm hướng dẫn hộ niệm trên dung, con đã thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh và cùng cộng tu với đạo tràng. Những ngày mùng 1 và ngày rằm, con đã âm thầm đi phóng sanh và làm giỗ chay để cúng giỗ. Con có ở gần một gia đình rất thân với nhà con và thường hay cho cha con cá chín đã rán sẵn. Cha con chỉ việc ăn, nhưng hôm nay gia đình đó lại cho cha con một con cá còn sống. Con định không lấy, nhưng con nghĩ không lấy thì người ta sẽ thịt nó và nó sẽ chết. Nghĩ vậy, con đã nhận luôn và đi phóng sanh. Nhưng đang phóng sanh thì con cá lại chết mất. Con niệm Phật cho con cá một tiếng đồng hồ, rồi hồi hướng về cầu nguyện cho con cá được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Xong con đem chôn con cá. Thưa thầy Diệu Âm, như vậy có đúng không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh và làm những việc thiện lành như vậy, con có được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc không ạ? Con xin thành tâm cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Cảm ơn vị này. Trong một gia đình toàn gia đều không biết tu, một mình được biết tu. Cố gắng lấy mình là trung tâm cứu độ gia đình đi nhé. Một năm 12 đám giỗ nào cũng sát sanh hai vật, giống hệt như ông già cô Diệu Âm. Ông già của ông tự nhận là người hiền nhân cái kiểu gì đâu mà không giết heo thì giết gà, không giết gà thì giết súc vật. Ở trước nhà nhà của em có cái miếu, cũng là miếu thờ quý thờ thần gì đó. Cứ mỗi năm ngày lễ như vậy là đem thịt sống tới mà cúng tế mà dỗ người ta, vậy mà cũng gọi là hiền. Cho nên cái vấn đề cái gia đình của mình làm sai cũng là một sự đau lòng của mình. Và chư vị cũng thấy rõ ràng là phát tâm tu hành niệm Phật ăn chay nên tiếp tục để đem công đức mà hồi hướng cho gia đình mình đi, cầu mong cho gia đình mình ngộ ra mà ăn chay đi, làm lành đi. Và nếu mà có hiếu thảo với cha mẹ với ông bà mình thì cố gắng cứu ông bà mình đi. Cứu ông bà mình có nghĩa là thành tâm niệm Phật hồi hướng cho ông bà mình, lợi dụng những ngày dỗ kỵ đó thành tâm niệm Phật, đứng trước bàn vọng nói: cha ơi, ở cảnh này khổ lắm, hồi giờ không biết con đã làm sát sanh hại vật trong những ngày dỗ kỵ của cha, làm cho cha cũng phải đau đớn mà rơi lệ chịu nặng nặng hơn. Bây giờ con thành tâm xin sám hối với cha, nguyện cha ở cảnh nào cũng nghe những lời này mà cảm ứng nhé. Hãy niệm Phật trở về Tây phương. Cứ lấy một câu niệm Phật ra mà khai thị, mà nhắc nhở cho chư hương linh đó phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh đi chư vị, thì chư vị hy vọng có thể trả được chữ hiếu trong đời. Chứ nếu mà tiếp tục sát sanh hại vật thì trời ơi, vô cùng khổ não, hoang nạn chấp trùng, trước sau cộng lại, người thân bằng quyến thuộc quá vãng của mình chịu nạn rồi, mình cũng chịu nạn hơn người thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Sau cùng đành cùng nhau mà khóc ròng, khóc bên nỗi không ra nước mắt.
Thôi bây giờ đây trở lại với chư vị. Một người hàng xóm cho cá chiên, thì cá chiên thì ông già ăn cũng được, ai bắt cá sống mà cho, chi tội nghiệp vậy. Mà chư vị nhận đi phóng sanh là chư vị làm đúng rồi. Lại không may đi phóng sanh con cá chết trước khi phóng sanh. Xin thưa với chư vị, nếu chư vị không phóng sanh thì con cá cũng chết. Để cho cái người đó thì người đó cũng giết, mà giao cho cha mình thì cha mình cũng giết. Thực ra thì mình cũng đã hết sức để mà cứu cái mạng sống con cá, nhưng vì cái số phận không được, cho nên nếu nó chết thực sự cũng không phải là lỗi của chư vị. Chắc chắn con cá này mà có chút linh thiêng thì cảm ơn chư vị, chứ không có báo oán chư vị đâu. Và sẵn đây chị ông cũng nhắc nhở, đây cũng là một cái lời nhắc rất là hay. Chư vị khi phóng sanh, mua con vật mau mau đem thẳng ra ngoài sông, thả liền đi, thả tức khắc đi, đừng nhốt nó trong chậu làm lễ này lễ nọ. Mà chúng ở trong một cái môi trường vô cùng khó chịu đến nỗi mà tắt hơi mà ra đi, tội nghiệp nó lắm. Hãy mau mau thả liền đi, thả xong rồi thì chư vị đứng trước bờ sông muốn làm lễ gì đó làm lễ. Làm lễ luôn cho cả dòng trong đó, làm lễ luôn cho những con vật trên bờ, làm lễ luôn cho những con chim trên cành, làm cho tất cả chúng sinh nào hữu duyên thì hay hơn, thì tốt hơn. Chắc chắn những con vật đó đã thả ra mừng vui khắp hơn, lấy cái niềm vui khắp hơn của nó làm cái phước cho mình, mà để hồi hướng cho cha mẹ, cho thân bằng quyến thuộc. Hay hơn là cứ mắc con cá mà nhốt trong chậu ngày này qua ngày khác để làm để. Nhiều khi con cá nó chịu đựng không nổi, nó căm thù những người nhốt nó, chứ không phải nó chịu ơn những người nhốt nó đến chết đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới cố gắng làm những cái gì thực tiễn, đừng nên sơ ý mà tạo ra cái oán hận không tốt. Chính vì thế mà mong cho cái vị này tiếp tục niệm Phật, tiếp tục ăn chay, tiếp tục phóng sanh, và muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải nhớ nhé, mình là phàm phu đấy. Phải quyết định là trong lúc xả bỏ bao thông mà mình còn tin tưởng, còn tha thiết vãng sanh, còn trì giữ câu A-di-đà Phật chết cuối cùng, thì mười niệm tất sanh. Chứ bây giờ mình niệm Phật mà đến lúc đó mình quên thì mình cũng chỉ theo cái phước nào đó chứ không được vãng sanh. Như vậy thì muốn vãng sanh, đề nghị là nên kết hợp với ban hộ niệm, nghiên cứu ban hộ niệm để vững vàng tìm cách hỗ trợ, thì chúng ta mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Chứ không phải tất cả những lúc làm thiện làm lành ở trong cõi đời này bảo đảm cho chúng ta vãng sanh. Hiểu không? Nghĩa là vãng sanh được hay không, ngay trong giờ phút lâm chung ta vẫn còn tỉnh táo, ta vẫn còn tin tưởng, ta vẫn quyết lòng niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh tịnh độ, thì ta được mười niệm tất sanh. Mong nhớ cho đạo lý này nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.